Dạ vâng, xin trân trọng kính chào toàn thể quý cô bác anh chị. Hôm nay em lên sóng cho quý bác anh chị ba mẫu Hyundai i10. Hai chiếc bên trên này là một chiếc bản thiếu 2015. Sản xuất 2015, sedan 2 đầu các bác nhá, sedan 2 đầu. Và chiếc này là sản xuất 2016. Bản đủ số sàn các bác nhé. Bản đủ thì được trang bị vành đúc này, rồi là xi nhan được tích hợp trên gương, và đặc biệt là tay nắm cửa được trang bị khóa cửa thông minh các bác nhé. Đấy, khóa cửa thông minh này. Đấy. Và trên vô lăng được tích hợp đấy, bàn phím và có túi khí vô lăng các bác nhé. Đấy, có túi khí vô lăng, và chiếc này được trang bị màn hình và bản đồ có thêm đề lỗ startup các bác nhé. Đấy, chiếc này em quay qua cho quý các anh chị cùng xem qua đây. Đấy, nội thất đấy, cực kỳ đẹp này, nội thất tapi tablo cực kỳ tươi mới các bác nhé. Ghế da căng móng này, các bác mua về sẵn sử dụng luôn các bác nhé. Đấy, củ số đẹp. Đấy, củ số đẹp này. Đấy, chiếc này bản đủ các bác nhé. Bản đủ số sàn 1.2. Đấy. Trần thì được trang bị trần da 3D rồi. Trần da 3D. Táp bi cực kỳ đẹp này. Đấy. Đấy, sơn si em mới cho tỉa toát đánh bóng nhé các bác nhé. Keo chỉ zin 100% luôn. Đấy, táp bi cánh cửa bên lái này. Đấy. Bản đủ thì có chế độ gập gương các bác nhé. Đây, gương điện gập gương. Còn bản thiếu thì không được trang bị các bác nhé. Đấy, chế độ chỉnh gương ở đây. Đấy. Em quay qua chú bác ba chiếc i10 các bác nhé. Đấy, nội thất con này cực kỳ tươi mới này. Đấy, vành đúc này. Đấy, xe được trang bị vành đúc. Chiếc này bản đủ các bác nhé. Bản đủ 2016. Và chiếc này đang được bên em chào bán với giá 269 triệu đồng thôi. Đấy, 269 triệu đồng quý các bác anh chị được một chiếc Hyundai i10 sedan 2 đầu bản đủ các bác nhá. Chiếc này bản đủ này. Và chuyển sang bên đây nữa là một mẫu Hyundai i10 sản xuất 2015 bản thiếu. Bản thiếu thì đang được bên em chào bán với giá là 245 triệu đồng. Đấy, giá vẫn còn thương lượng rất là nhiều các bác nhá. Các bác thiện chí thì có thể về xem xe. Đấy, bên em rất nhiều đầu xe. Đấy, chiếc này bản thiếu thì vành vẫn là vành sắt các bác nhé. Đấy. Sơn si con này thì cực kỳ đẹp rồi, các bác mua về là sẵn sử dụng luôn các bác nhé. Và chiếc này thì được đeo biển 34. Đấy, đã được trang bị camera lùi này và màn hình đầy đủ rồi các bác nhé, màn hình Android. Đấy, to phạc rồi. Đấy, tablo đẹp. Đấy, ghế nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, chiếc này bản thiếu thì không có đèn start top không nhá. Đấy, không có đèn start top, không có túi khí này. Đấy, vô lăng con này cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, logo vẫn còn nguyên các bác nhá. Đấy, củ số đẹp này. Đấy. Ghế nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, tất cả còn khá đẹp, tablo đẹp các bác nhá. Đấy, xe thì cam kết chú bác anh chị keo chỉ cột kèo nguyên zin này. Nội thất con này thì cũng khá là tươi, khá là đẹp luôn. Đấy, đặc biệt là cái nỉ nguyên bản theo xe các bác nhé. Cái nỉ nguyên bản theo xe này táp bi táp lô đẹp. Đấy. Đấy, nội thất khá là đẹp các bác nhé. Đấy, đặc biệt chiếc này thì đăng kiểm khá là dài, đến tháng 4 năm 2023. Đấy, con này đăng kiểm dài các bác nhé. Đăng kiểm cực kỳ dài luôn, đến tháng 2023. Tháng 9 2023 các bác nhé. Đấy, thân vỏ cực kỳ đẹp rồi. Thân vỏ cực kỳ đẹp rồi. Đấy, vừa rồi em đã quay qua cho quý các bác anh chị xem qua hai mẫu các bác nhé. Hai mẫu sedan 2 đầu, i10 sedan 2 đầu. Một chiếc bên đây bản thiếu là 2015 này. Chiếc này đang được bên em chào bán với giá 245 triệu đồng. Và chiếc này là 2016 bản đủ các bác nhá.
chiếc này bản đủ được trang bị vành đúc này, xi nhan tích hợp trên gương này và tay nắm cửa được trang bị cửa bấm thông minh này, rồi là đèn lồ start top, túi khí các bác nhé, được trang bị rất là nhiều luôn. Bản đủ thì chiếc này đang được bên em chào bán với giá là 269 triệu đồng, vẫn còn thương lượng với quý cô bác anh chị nào thiện chí về xem xe các bác nhé. Rất nhiều mẫu i10 phục vụ cho quý cô bác anh chị về chạy dịch vụ cũng như gia đình nhà mình các bác nhé. Đây, và sang bên đây nữa là một mẫu 2018 này, chiếc này 2018 bản hatchback các bác nhé, bản hatchback một đầu. Đấy, chiếc này bản bay và đã được trang bị độ lên vành đúc rồi. Đấy, mặt ca đang 2018 rồi các bác nhá. Chiếc này được đeo biển 36 là biển Thanh Hóa này. Đấy, sơn xi cực kỳ đẹp rồi. Đấy, sơn xi cực kỳ đẹp các bác nhá. Em làm video 3 chiếc nên là em quay qua cho các bác xem thôi. Đấy, chiếc này nội thất cực kỳ tươi mới các bác nhá. Đây. Đấy, tablo cực kỳ tươi mới luôn các bác nhá. Đấy, xe được trang bị màn hình rồi. Đấy, xe cực kỳ tươi mới luôn. Ghế da này, ghế da khá là đẹp luôn. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, các bác nhìn củ số này, cực kỳ đẹp luôn. Củ số là đi cực kỳ ít luôn các bác nhá. Củ số như mới luôn. Đấy, vô năng đẹp này, vô năng đẹp. Tất cả là tabi tablo cực kỳ tươi mới các bác nhá. Và xe cam kết quý bác anh chị là keo chỉ cột kèo nguyên zin này. Đấy, cửa đóng phập phập luôn. Lốp nắp mới này, lốp nắp cực kỳ dày luôn. Bốn lốp dày các bác nhá. Các bác mua về sẵn sử dụng luôn. Tabi tablo đẹp này, ghế da cực kỳ đẹp các bác nhá. Tất cả nội thất con này khá là đẹp, khá là đều luôn. Giá con này thì em cũng đang chào bán là 269 triệu đồng, 269 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 1.2 bản bay này các bác nhé. Nhà em rất nhiều các đầu xe. Các bác quan tâm thì liên hệ ngay về đầu hotline 0979979111 nhé các bác nhé, để được giá yêu thương nhất cho quý bác anh chị nhà mình. Bên kia là bãi nhà em đây. Gần 100 đầu xe cho quý bác anh chị nhà mình lựa chọn. Rất nhiều, từ 100 triệu đồng cho tới 600-700 triệu đồng quay đầu quý bác anh chị nhá. Anh chị vào xem thì ủng hộ em những lượt like, lượt đăng ký kênh. Và các bác nào muốn mua một chiếc để phục vụ cho gia đình nhà mình cũng như là chạy dịch vụ cho những mẫu i10 nhà em thì hãy nhanh tay liên hệ về đầu hotline cho em để được cái giá yêu thương nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem tin và chúc quý cô bác anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe ưng ý, giá hợp lý và đẹp nhất, ưng ý nhất cho gia đình mình sử dụng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem tin. Xin chào các bác.